đoàn làm phim Hibai Mama đã thông báo tạm dừng mọi lịch trình ghi hình vì có nhân viên nghi nhiễm COVID-19. Sáng ngày 1 tháng 3, theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, đoàn làm phim có sự tham gia của nữ diễn viên nổi tiếng Kim Tae-hee đã thông báo hủy bỏ mọi kế hoạch quay phim. Nguyên nhân bất ngờ xuất phát từ việc có một nhân viên trong đoàn làm phim bị nghi ngờ nhiễm COVID-19 và hiện đang được cách ly. Nhân viên trong đoàn phim của Kim Tae-hee bị nghi nhiễm COVID-19 theo báo cáo. Nhân viên A, người từng làm việc trên trường quay của bộ phim Hibai Mama, đã xuất hiện các triệu chứng tương tự như bệnh nhân nhiễm COVID-19 và đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Hiện tại kết quả vẫn chưa được xác nhận, chính vì vậy mà lịch trình ghi hình của bộ phim vào ngày 1 tháng 3 đã bị hủy bỏ để đảm bảo an toàn cho nhân viên cũng như diễn viên. Nếu kết quả xấu nhất là nhân viên A nhiễm COVID-19, thì đoàn phim sẽ lâm vào tình cảnh vô cùng tồi tệ vì có đến hơn 100 người tiếp xúc và làm việc cùng nhau. Nếu như kết quả xét nghiệm của nhân viên A hiển thị âm tính với COVID-19, thì công việc ghi hình sẽ được tiếp tục hoàn thành theo kế hoạch. Thế nhưng nếu tình trạng xấu nhất là nhân viên A nhiễm COVID-19, thì sẽ trở thành vấn đề lớn cho ban sản xuất. Kết quả tệ nhất là Hibai Mama buộc phải dừng tất cả mọi tiến độ, cũng như áp dụng biện pháp tự cách ly chờ xét nghiệm thêm. Hiện tại, đoàn phim đã hủy bỏ lịch ghi hình vì đang chờ kết quả xét nghiệm của nhân viên A. Nhân viên của TVN đều đang vô cùng hồi hộp chờ kết quả vì tiếp xúc cùng nhân viên A trong đoàn phim. Phim có đến hơn 100 diễn viên chính, phụ cũng như rất nhiều nhân viên ghi hình, hậu cần. Nếu có một trường hợp phát hiện dương tính với COVID-19, thì khả năng cao là những người khác trong đoàn cũng sẽ có nguy cơ lây nhiễm do thời gian dài làm việc chung trong một môi trường. Video liên quan Kim Tae-hee với tạo hình người mẹ ma trong Hibai Mama. Được biết, Hibai Mama có sự tham gia của nữ diễn viên gạo cội Kim Tae-hee. Đây được xem là lần trở lại quan trọng, đánh dấu việc tái xuất màn ảnh nhỏ của mỹ nhân họ Kim sau khi kết hôn cùng Bi-jin và hạ sinh hai nàng công chúa. Ngoài ra, Hibai Mama còn có sự góp mặt của Lee Kyu-hyun, Go Bo-ja-on và nam diễn viên nhí 5 tuổi Seo Hoo-jin. Hiện tại, phim đã phát sóng đến tập 3 và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía khán giả. Trong đoàn làm phim còn có diễn viên nhí 5 tuổi, Seo Hoo-jin theo thế giới trẻ Let's Explore X.